Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và bên cạnh mình đây là một chơi mình có thể gọi là endgame rồi đấy anh em ạ. Đây là chiếc màn hình Dell Alienware AW2721D. Và hãy cùng tìm hiểu tại sao nó là một trong những chiếc màn hình có thể gọi là endgame anh em nhé. Ok, khi mà anh em mua chiếc màn hình này ấy, thì anh em sẽ nhận được đầu tiên là một cái dây nguồn này, bởi vì cái này dùng nguồn trong. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ nhận được một cái tấm, trong này sẽ có một cái tấm che để che đằng sau này, nếu mà anh em muốn cái máy tính, cái màn hình anh em đẹp đẽ hơn. Và thứ ba nữa, chúng ta sẽ nhận được này, một dây DisplayPort. Rồi, hai dây, một dây nữa là một dây mini DisplayPort sang DisplayPort. Và cuối cùng là một chiếc dây USB upstream anh em nhé. Đây là đầu này, đầu A sang đầu Type B để có thể cắm lên đây, bởi vì trên chiếc màn hình này có rất là nhiều hub USB. Em màn này thì như em đã thấy, đây là một chiếc màn hình 27 inch IPS đầy đủ luôn. Nhưng mà độ phân giải của nó là 2K 240Hz anh em nhé. Nhưng em biết đấy, thì đa số những chiếc màn hình 2K bây giờ ấy chỉ dừng lại ở khoảng tầm là 180 là cao nhất thôi. Nhưng mà chiếc màn hình của Dell Alienware đây lên tới là 240Hz lận, để khiến cho thực sự rất là hợp phù hợp với cả những người như mình nhá. Bởi vì ok, mình vẫn tận hưởng những tựa muốn, rất muốn tận hưởng những tựa game AAA ở độ phân giải cao như là 2K chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình không muốn chơi những tựa game này sao, mình muốn chơi những tựa game như bắn súng CS:GO, Valorant, bắn Apex, Call of Duty thì sao? Lúc đấy 240Hz sẽ là cái điểm thuận lợi dành cho mình và khiến cho mình có thể chơi những tựa game đấy một cách mượt mà nhất, êm dịu nhất. Điều này sẽ trở thành một chiếc màn hình cực kỳ là phù hợp với những đối tượng người như mình, hoặc là những bạn nào cũng thích chơi game theo kiểu như mình đấy. Thì ở trên đây là một tấm nền IPS. Thì thực sự nhá, mình thấy khá là buồn cười ấy. Khi mà anh em vào website của Alienware, anh em sẽ gần như không hề thấy một chút nào quảng cáo về kiểu đồ họa gì cả, mà chỉ thấy quảng cáo về gaming thôi. Nhưng mà tấm nền IPS của em này thì cực kỳ là chất nhá. Độ phủ màu là 10 bit, có thể phủ lên tới là 97 hoặc 98% giải màu DCI-V3, phủ đến 88% giải màu Adobe RGB và phủ đến 100% giải màu sRGB. Thế nên là nhưng mà theo dựa vào một vài cái nghiên cứu với cả một vài cái review thì chiếc màn này, cái độ phủ màu và cái độ chuẩn màu của nó ấy, nó không được cao cho lắm, tức là cái độ chuẩn màu của nó bị lệch hơi nhiều ấy. Thế nên là anh em để có thể tận dụng được 100% chiếc màn này nhá, thì hãy qua bất kỳ cơ sở nào mà có hỗ trợ cân màu cho anh em ấy, để đưa chiếc màn này thành một chiếc màn top 1 nhá. Bởi vì hiện tại nó có thể phủ màu cao, nó độ phủ màu cao này, 10 bit và rất nhiều thứ, nhưng nó chỉ là một cái viên kim cương thô thôi. Thế nên là anh em phải bào rũa nó mới trở nên một cái cương đẹp đẽ. Rồi, thì chiếc màn hình này có thể nói rằng là chân đế của nó cũng rất là tuyệt vời. Cái thiết kế của nó thì cực kỳ là đẹp đẽ luôn. Một cái màu trắng kết hợp với màu đen rất là hài hòa và tinh xảo. Đằng sau thì sẽ có những cái khoảng RGB như ở khu vực logo của Alienware này, và cả một cái giải đằng sau này nữa để nó chiếu lên tường của anh em ấy, thì nó sáng và đẹp đến vương vô cùng. Chân đế này thì có một thiết kế mình đánh giá rằng là cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tốt nhá. Và cái màu của nó khá giống với cả PS5 ấy, nhưng mà nó hơi xin xỉn một chút, mình không biết miêu tả nào. Nó hơi giống PS5 nhưng mà nó xin xỉn một tẹo. Thế nên là khá là phù hợp với cả những em nào đang có sở hữu một cho mình một những bộ PC màu trắng hoặc một chiếc PS5 ở nhà. Nhưng mà mình cảm thấy PS5 thì không hợp lắm, bởi vì PS5 không hỗ trợ màn hình 2K anh em ạ, chỉ hỗ trợ 4K thôi. Em này thì 2K không hợp với cả PS5. Chân đế em này thì có rất nhiều chức năng, có thể lên xuống này, nghiêng trái nghiêng phải này, và có thể xoay dọc theo cả hai chiều nữa anh em nhé, nếu mà anh em muốn, nên là anh có thể xoay thoải mái. Nếu mà anh em không muốn sử dụng cái chân đế tuyệt vời đấy thì anh em vẫn có thể thay thế nó bằng một cái chân VESA 100x100 thoải mái, không vấn đề gì cả. Nhưng bản thân mình ấy, mình cảm thấy rằng là cái chân đế của nó không quá là rộng ra so với màn, thế nên là anh em có thể vẫn sử dụng nó một cách thoải mái, không hề có vấn đề gì hết. Vậy thì những thứ còn lại sao? Em này sẽ sử dụng đó chính là nút bấm joystick cộng với cả một vài phím tắt ở bên cạnh nữa. Nút nguồn thì hơi buồn cười một chút, là nó nằm ở dưới bên này cơ. Bình thường các màn hình khác ấy, nó sẽ là kiểu nút nguồn kết hợp với joystick luôn, nhưng mà em này thì nút nguồn rời hẳn ra ngoài. Đấy. Và về cổng kết nối thì em này sẽ có tổng cộng là một cổng nguồn này, hai cổng HDMI này, một cổng DisplayPort này, một cổng USB upstream và bốn cổng USB downstream, cộng thêm cả hai đầu audio để anh em cắm mic và cắm tai nghe nữa. Nếu mà anh em muốn sử dụng tận dụng 100% chiếc màn này nhá, tức là 240Hz ấy, thì anh em bắt buộc phải dùng DisplayPort nhá, bởi vì chiếc màn này HDMI chỉ là 2.0 thôi. Tầm đấy chỉ hỗ trợ được chỉ maximum là 2K 144Hz. Thế nên là để sử dụng được tốt thì anh em hãy sử dụng DisplayPort nha. Còn nếu mà anh em nào mà chơi kiểu Xbox này, chơi kiểu Series S, Series X, những cái thứ kiểu này, thì cắm HDMI vào chúng ta sẽ vẫn tận dụng được độ phân giải 2K với tần số quét là 120Hz anh em nhá. Và cuối cùng thì một chiếc màn hình như này thì không thể nào mà không nói tới công nghệ, đúng không anh em? Một chiếc màn như này nhá, đầu tiên này, độ sáng của nó được gọi là công bố là 450 nits, nhưng mà được đạt tiêu chuẩn đó chính là VESA HDR, Display HDR 600 lận, tức là anh em có thể xem phim, xem phủng các thứ thoải mái các kiểu luôn. Ngoài ra em này sẽ còn hỗ trợ đó chính là G-Sync Ultimate luôn. Cái sự khác biệt của G-Sync Ultimate khác với cả G-Sync thường với cả G-Sync Compatible ấy, là trong này chúng ta sẽ có một cái chip và đảm bảo rằng độ sync của chúng ta luôn chuẩn nhất, cái tần số quét chúng ta luôn đồng thời
với cả cái gọi là FPS trên màn hình với những cái gì mà thấp hơn 240 thôi nhá, còn trên cao thì không quá. Và trên màn ấy có thể hỗ trợ lên tới G-Sync là tận 20Hz cơ, tức là nếu mà dưới 20fps thì màn hình vẫn sync theo được cái FPS đấy, rất là vipro và cực kỳ là đẳng cấp. Thì có thể nói em màn này là một trong những em màn cháy nhất trong thời điểm hiện tại, đúng không? Về không chỉ về các cấu hình này mà còn là về thiết kế, còn về những cái gì mà trải nghiệm chúng ta đem lại. Đây là một chiếc màn hình có thể nói là ở hàng đầu, hàng top đầu đấy. Khi mà anh em sở hữu một chiếc màn hình nhá, để ở nhà nhá, là ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ luôn. Thực sự đấy, nhìn vào một chiếc màn hình như này đi, quá là tuyệt vời luôn. Nếu mà anh em hứng thú ý, thì anh em thì check đường link dưới mô tả nhá, để tham khảo xem là mức giá của nó bao nhiêu. Em này thì giá cũng hơi cao một chút, bởi vì đơn giản rằng 2K 240Hz là một trong những cái màn hình nói chung là cũng khá là hiếm bây giờ, và khiến cho cái mức giá của nó cao đến như thế. Đấy. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại video sau nhá.